Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Chính sách và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiểu mục Thông tin chính sách là những nội dung liên quan đến kinh tế xã hội. Mục Góc nhìn chính sách là nội dung về hiệu quả của mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn. Phần cuối chương trình là những chính sách mới liên quan đến nhiều lĩnh vực. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Trong đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ. Thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi vốn để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội được điều chỉnh tối đa là 15.500 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo đúng nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tối đa là 38.400 tỷ đồng và các chính sách liên quan. Người nhận hỗ trợ gồm người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành tạo động lực cho phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu trong năm 2022-2023. Thưa quý vị, bất kỳ mô hình phát triển kinh tế nào cũng cần đến nguồn vốn. Với đối tượng người nghèo, điều kiện này càng quan trọng do hạn chế về tài sản và khó khăn trong việc thế chấp với các tổ chức tín dụng. Thời gian qua, các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng khác ở cơ sở. Qua đó giúp người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình và từng bước thoát nghèo bền vững. Ghi nhận tại huyện Phú Lương. Ông Trần Văn Dư đã làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tại xóm Khe Vàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương được hơn 10 năm. Với sự tín nhiệm của người dân, ông đã phát huy vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với bà con trong xóm, qua đó giúp cho các hộ dân thực hiện các thủ tục tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Bảo vay 30 triệu làm chăm sóc chè. Hiệu quả của cái nguồn vốn này được tiếp cận để mang về cho dân để phát triển kinh tế thì tương đối là khả quan. Các cái hộ trong xóm thì cũng nhờ cái vốn này thì cũng đã phát triển kinh tế và được thay đổi rất là nhiều. Mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, cùng tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Thực tế cho thấy hiệu quả của mô hình được thể hiện qua việc người dân cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ ngân hàng. Các tổ viên cùng giúp đỡ nhau thực hành tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn sản xuất. Các cái nguồn lực đều tập trung vào hỗ trợ cho nhân dân, đó là các cái tổ chức đoàn thể, các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đến năm 2023, hiện nay còn dư nợ là 65 tỷ. Các nguồn vốn này thì cũng đã hỗ trợ được nhiều hộ về tăng gia sản xuất. Các hộ đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, cho nên là cũng đã có phần nào góp phần cho cái vấn đề là giảm nghèo của địa phương. Và cho đến nay thì là 30,06%. Hiện nay thì qua đánh giá của năm 2023 thì hiện nay địa phương còn là 11,9% hộ nghèo, đa chiều. Hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Lương đang thực hiện công tác ủy thác với 4 tổ chức hội đoàn thể gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Thời điểm cuối tháng 9 năm 2023 có 259 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động, 100% xếp loại tốt, với trên 432 tỷ đồng đã hỗ trợ vốn cho gần 9.000 hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Theo đánh giá của đại diện ngân hàng, đa số các hộ đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,07% trên tổng dư nợ.
Hiện nay đơn vị đang thực hiện nhiều chương trình tín dụng khác giúp người dân nâng cao đời sống, đồng thời giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Ngân hàng chính sách đang thực hiện 14 chương trình cho vay và mỗi chương trình cho vay thì lại là một đối tượng cụ thể, tức là như chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo. Để đánh giá thì đã các chương trình này đều có cái ý nghĩa và kết quả để thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như là đưa các xã về đích nông thôn mới. Giả sử như là chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường thì là đã tạo cho hộ vay là có các cái công trình nước sạch. Đấy là một trong tiêu chí để về nông thôn mới. Và cái chương trình thứ hai là xóa nhà rột nát theo quyết định 33 cũng như là theo nghị định 28 để hỗ trợ các hộ vay hộ nghèo để làm nhà. Và ngoài ra thì là để giảm tỷ lệ hộ nghèo thì chính sách cũng thực hiện là cho vay đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Vai trò của tổ tiết kiệm và cho vay vốn cũng đã được khẳng định trong việc kết nối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trên địa bàn. Theo số liệu từ Agribank Phú Lương, tính đến đầu tháng 10 năm 2023, dư nợ cho vay là gần 400 tỷ đồng, tương đương 28% tổng dư nợ cho vay tại đơn vị. Điều đáng mừng là nguồn vốn đã phát huy hiệu quả. Đại đa số khách hàng thực hiện trả gốc và lãi đúng thời hạn, tỷ lệ nợ xấu cũng ở mức thấp. Đối với việc cho vay qua các tổ chức hội thì nợ xấu đối với chi nhánh Agribank chi nhánh Phú Lương thì tương đối là thấp. Phải nói là rất thấp, chỉ tỷ lệ 0,3% trên tổng dư nợ. Thế thì qua các cái tổ chức hội thì được các tổ trưởng cũng rất là quan tâm sát sao, phối hợp với ngân hàng để thu nợ cũng như là đôn đốc về phía Agribank chi nhánh Phú Lương cũng cảm thấy là cái việc mà đẩy nguồn vốn qua tổ chức hội rất là tốt. Có thể thấy các tổ tiết kiệm và vay vốn đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng các đối tượng thụ hưởng, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bên cạnh nguồn ngân sách, nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Từ tháng 11 năm 2023, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực thuộc các lĩnh vực đất đai, tài chính và đô thị. Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Theo quyết định 25/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất theo quy định, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có. Sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật, quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 06/2023 hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị, hướng dẫn về nội dung, hồ sơ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố và lưu trữ chương trình phát triển đô thị, áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến chương trình phát triển đô thị. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2023. Sở quy định thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 12/2023, sửa đổi thông tư 06/2013, hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Trong đó sửa đổi bổ sung điều 14, quy định về thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng. Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ Tài chính Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch. Thông tư có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2023. Chuyên mục Chính sách và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.